Vâng, Ngọc Quang vừa test thử cặp loa 450V MK Mark II. Dòng loa được sử dụng bass 25, thương hiệu BMB của Nhật Bản, dòng này sản xuất tại Nhật Bản. Một trong cặp loa hay nhất trong dòng bass 25 của BMB. Và những cặp loa này sẽ được chuyển đi cho các bác rất là nhiều. Ngày hôm nay là 3 đôi loa này đi cho các bác. Đặc biệt là cặp loa này sẽ test đại diện cho bác khách ở Quảng Ninh, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Bác đã chuyển tiền cho Ngọc Quang và đặt hàng rất là nhiều bên Ngọc Quang, Bắc Giang. Vâng, cặp loa này thì có tiếng bass rất là mềm, sâu, tiếng tép sáng. Và ấn tượng nhất là tiếng bass nó tròn, vạnh nhất các bác. Và tép sáng, và đặc biệt là nó được sản xuất tại Nhật Bản. Và cái hay tiếp theo là cặp loa này nó là dòng huyền thoại. Và phối ghép với loa bầu Mỹ thì nó là số 1. Vâng, bên ngoài này thì anh em đang chuẩn bị và đóng gói cập lực những sản phẩm như loa súp, loa 900C cũng đang đóng đang đóng rất cẩn thận để chuyển đi cho các bác những cặp 450C, 900C, X12i và những cặp loa Audi Center. Nói chung là bên Ngọc Quang những ngày dịch giã này vẫn đóng hàng cho bác đi rất là đầy đặn. Bên em tuy là đóng cửa nhưng còn chỉ lên một chỗ là đóng hàng và chuyển hàng. Các bác ngồi tại nhà alo, chỉ cần alo là hàng đến tận nơi. Ngọc Quang trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.